Dạ vâng, xin chào các anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo. Bài học tiếp theo trong chương trình hướng dẫn các kỹ thuật, các cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái bí quyết để giúp các anh chị livestream bán hàng thành công và trên Facebook. Và bài học này là bài học tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn trở thành một thánh livestream bán hàng. Nói vui vui như vậy. Tức là tôi sẽ có những quy trình, cái bước để các bạn có thể livestream bán hàng được và các bạn bán hàng tốt. Các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cái gì trước khi livestream, được chưa ạ? Một là các bạn kiểm tra giúp tôi các thiết bị phần cứng. Ví dụ bạn livestream bằng máy tính hay là livestream bằng điện thoại, các bạn phải chuẩn bị pin dự phòng, sạc, rồi thì nguồn điện có ở ngay bên cạnh mình, chuẩn bị sẵn đi ạ. Bởi vì trong quá trình livestream rất có thể nó sẽ bị đứt chúng ta như vậy. Thứ hai là chúng ta chuẩn bị mạng mẽo ngon lành nhá, internet 3G, 4G, wifi đầy đủ. Rồi thì chúng ta cũng chuẩn bị ánh sáng đầy đủ, bối cảnh đẹp, đúng không ạ? Chuẩn bị trang phục phong cách ngon lành cành đào đi, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta định làm gì, phong cách như thế nào? Chúng ta chuẩn bị kịch bản, chúng ta viết ra đi. Kịch bản chúng ta đã viết ra xong chưa? Chúng ta hiểu về cách chúng ta sẽ nói chuyện chưa? Chúng ta sẽ nói chuyện gì? Chúng ta sẽ chơi game gì? Chúng ta sẽ tặng quà gì? Chúng ta đã chuẩn bị xong chưa? Được chưa ạ? Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị thêm cả những cái vấn đề về quà tặng, đúng không ạ? Rồi chuẩn bị những cái phụ kiện, rồi kể cả những người phối hợp để chúng ta bắt đầu livestream. Bây giờ bắt đầu livestream thì đó là cái phần mà tôi review lại một chút để cho các bạn xem là chúng ta sẽ cần phải làm gì. Và sau đây là những cái các bước mà chúng ta sẽ cần phải thực hiện để làm livestream. Bước thứ nhất chúng ta có thể gọi đó là bước khởi động, hoặc bước này chúng ta có thể khởi động và chúng ta sẽ chưa bán hàng ngay, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải thông báo cho các cái khách hàng và những người xem livestream của chúng ta là chúng ta sẽ livestream vào ngày nào, giờ nào, thời điểm nào, đúng không ạ? Nội dung là gì? Chúng ta sẽ phải viết ra một cái đoạn text để chúng ta thông báo là chào các bạn, đúng không ạ? Đúng vào lúc 21 giờ tối nay thì Phan Anh sẽ livestream với các bạn, chia sẻ về bí quyết livestream thành công, chia sẻ về kỹ thuật chốt đơn hàng, chia sẻ về việc xây dựng thương hiệu cá nhân, phát triển đội nhóm, chia sẻ về kỹ năng nuôi dạy con cái, vân vân, hay là tư vấn về tình yêu, hôn nhân, giới tính, gia đình gì cũng được. Thì chúng ta sẽ gửi một cái thông báo bằng text như vậy, viết rất là chi tiết, hay hấp dẫn, kèm theo thời lượng, kèm theo thời gian, quà tặng nếu có, được chưa ạ? Để làm gì? Để cho mọi người biết và mọi người trông đợi vào cái điều đó. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng có thể hướng dẫn các bạn là share, chia sẻ cái status đó, là nếu như các bạn chia sẻ cái status này thì tôi sẽ tặng cho các bạn một cái món quà gì đó, được chưa ạ? Vâng, đấy, thế thì chúng ta sẽ cần phải có một cái đoạn text như vậy, và tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn cái mẫu rồi, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc khởi động này, cái việc chúng ta liên tục phải thông báo là một việc quan trọng. Nhưng thứ hai nữa là cái lời khuyên của tôi đấy là các bạn nên cố gắng duy trì việc livestream đều đặn, thường xuyên, liên tục. Tức là hàng ngày, là day by day luôn. Một tuần có 7 ngày, mình livestream đủ 7 ngày. Một ngày mình livestream một số, hai số ấy, hay là ba số ấy, cố định. Tức là nếu ngày nào bạn cũng livestream một số thì cố định như vậy. Nếu là hai số thì cố định. Nó giống như là vào lúc 19 giờ trên truyền hình VTV là chúng ta có chương trình thời sự. Tức là chúng ta luôn luôn chờ đợi vào điều đó, đúng không ạ? Hay là tối thứ bảy thì bao giờ có phim của HBO là những phim hay, hay là Star Movie là những phim hay, hay Fox Movie là những phim hay. Đó là cái cách mà để cho người tiêu dùng người ta sẽ đón nhận. Chúng ta nên lựa chọn cái khung giờ cố định, tần suất cố định, đúng không ạ? Ví dụ từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Nói là 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa là 2 tiếng. Sau đó chiều chúng ta sẽ livestream từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, 2 tiếng cố định như vậy. Tối chúng ta sẽ livestream từ 8 giờ đến 10 giờ, hoặc 9 giờ cho đến 11 giờ, tùy chúng ta lựa chọn. Hoặc thậm chí chúng ta có thể livestream cả ngày luôn, không có vấn đề gì cả. Hoặc chúng ta có thể livestream từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa để bán cho dân công sở người ta ăn trưa, đúng không ạ? Ăn trưa và mua sắm. Thế hoặc là buổi đêm chúng ta có thể livestream từ 10 giờ đến 12 giờ với những cái sản phẩm mà khách người ta mua đêm nhiều. Ok, thì chúng ta đã xong cái bước khởi động, được chưa ạ? Sau khi thì chúng ta đã thông báo xong với khách hàng
thì chúng ta sẽ bước sang cái bước số 2 là chúng ta đợi đến cái giờ đó chúng ta live stream thì chúng ta sẽ thực hiện cái cuộc live stream của mình. Và thì lưu ý là thứ nhất là chúng ta cần phải luôn luôn đúng hẹn với khách hàng. Chúng ta nên live stream sớm 5 phút so với hẹn. Ví dụ chúng ta live stream vào lúc 9 giờ tối thì chúng ta sẽ cố gắng live stream sớm trước 5 đến 10 phút, đúng không ạ? Và thời gian đó chúng ta cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, quần áo ăn mặc đẹp rồi, đầu tóc gọn gàng rồi, đúng không ạ? Son phấn cũng chỉnh trang rồi, bôi son một chút rồi. Tất nhiên tôi nam giới thì tôi cũng không sử dụng, đúng không ạ? Nhưng các bạn nữ thì nên làm. Thậm chí nam giới cũng có thể sử dụng để tăng thêm cái sự hấp dẫn của mình đối với các cái bạn nữ, đúng không ạ? Vâng, bởi vì chúng ta dựa trên một nguyên tắc là ai cũng muốn đẹp. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái việc là chúng ta ép chia sẻ, đúng không ạ? Chúng ta gợi ý người xem livestream chia sẻ mà chúng ta có thể chơi các trò chơi ngay từ thời điểm này. Chúng ta có thể làm những cái động tác warm up, tức là làm cho nóng, làm cho vui vẻ đấy. Ví dụ như là chúng ta có thể cho chơi một đoạn nhạc, đúng không ạ? Chúng ta phát những đoạn nhạc EDM hay là một cái bài hát gì đấy rất là hay để chúng ta thu hút mọi người vào. Mọi người sẽ thấy nhạc hay quá, anh Phan Anh nhún nhảy như thế này, người ta rất là thích, đúng không ạ? Thực sự nếu tôi rất là muốn là tôi có một cái phong cách gì đó, ví dụ như là mỗi một lần lên làm live stream thì tôi có thể có những cái động tác giống như là cái bước nhảy Dancing on the Moon của Michael Jackson chẳng hạn. Tôi rất tưởng tượng ra là mình có một cái cách chào mọi người như vậy, chứ không phải là cứ vâng xin chào thế này kia thì nó nhàm chán quá, đúng không? Thì tôi muốn các bạn nên có những cái sự sáng tạo như vậy. Nhạc rồi thì các bạn bắt đầu chơi game, các bạn cao thẻ, cứ 10.000, 20.000 một cái thẻ cao, share, bắt là phải share các live stream đấy vào các group, bắt phải share các live stream vào các group, hoặc là chơi các trò chơi đố, đúng không ạ? Chơi trò chơi đố, ví dụ như là các bạn có thể viết ra cái tấm bìa các tông, giấy A4, hoặc là các bạn có thể dùng iPad cỡ lớn, đúng không ạ? Các bạn có thể chơi các câu đố, ví dụ như là con gì không có răng, hay cây gì không có hoa, không có quả, không có lá, hay gì con gì dài nhất, đúng không ạ? Những câu đố như vậy, sau đó kết hợp với các cái trò chơi trúng thưởng, kết hợp với cái việc bốc thăm may mắn, và đặc biệt là phải ép, đúng không ạ? Ép một cách khôn khéo, share, đúng không ạ? Tức là chia sẻ cái đường link livestream đó. Thứ hai là tag, đúng không ạ? Tag bạn bè của họ vào, yêu cầu phải tag 3, tag 5 người vào, ví dụ thế, đúng không? Và share thì chúng ta sẽ phải thấy rằng là share trong các group mà họ tham dự, ví dụ như các group đông người lớn thì càng rất là tốt, share liên tục. Và khi nào chúng ta lại tiếp tục là chơi cái trò gì ạ? Nếu như mà các bạn đạt được 100 lượt share thì chúng ta sẽ bốc thăm một số tiền, các bạn đạt 200 lượt share chúng ta sẽ lại bốc thăm một số tiền. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Khi các bạn đã share rồi thì các bạn đã có cơ hội nhận được quà. Nhưng mà khi mà ví dụ cái lượt xe nó đạt đến 100 lượt thì chúng ta sẽ lại bốc thăm được thưởng 500 ngàn hay 1 triệu tiền mặt bằng cách là comment 2 số tự nhiên hay comment 3 số tự nhiên để chúng ta sẽ bốc thăm, đúng không ạ? Chúng hoặc là trong cái số từng đó người xe đấy chúng ta sẽ chọn ra một người quay ngẫu nhiên, đúng không ạ? Thế rồi 200 xe, 500 xe, tức là chúng ta sẽ ép càng xe nhiều càng tốt. Bởi vì nguyên tắc là khi càng share nhiều thì sẽ làm tăng được cái lượt xem, tăng được cái số view, số người tham dự, thì lúc đó chúng ta bán hàng sẽ rất là tốt, đúng không ạ? Và đấy là cái bước mà tôi gọi là bước thực hiện live stream. Và chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta mới làm, chúng ta chưa bao giờ làm live stream, và hôm nay sau khi xem hết bộ khóa học này tôi bắt đầu thử làm, tôi thấy là giảng viên hướng dẫn rất là chi tiết, rất là hay, tôi rất muốn thử. Thì các bạn nhớ rằng là gì ạ? Cái số người xem của chúng ta ban đầu có thể sẽ hơi thấp một chút, nhưng các bạn cũng không sao cả, đừng có nản lòng vội, được chưa ạ? Các bạn cứ làm như tôi nói, hướng dẫn dần dần. Có thể mới đầu chỉ 1-2 người xem, sau này 5-7 người xem, 10-20 người xem, và 30-50 người xem, 100-200 người xem. Chúng ta sẽ liên tục. Và bởi vì cái quá trình tôi muốn nói nó là một quá trình liên tục và liên tục,
kiên nhẫn duy trì cái sự phát triển của nó, được chưa? Vâng, đó, thế thì chúng ta sẽ cần làm như vậy nhé. Vâng, thế thì cái người mà làm livestream, ví dụ như tôi trong trường hợp này gọi là MC bán hàng này, người livestream thì chúng ta cũng phải chọn những người người ta biết nói năng một chút, chuyện trò càng vui càng tếu càng tốt, đúng không ạ? Bậy bạ tếu táo một chút rất là vui. Thế còn những người mà các bạn tự bán hàng mà các bạn không biết thuê ai thì chúng ta cũng phải chịu khó đọc những câu chuyện này câu chuyện kia, chuyện tiếu lâm, chuyện cười, chuyện này chuyện khác để chúng ta có thể trò chuyện với khách hàng. Thế nếu mà ai mà người ta vào nhá, ai mà người ta vào ví dụ thấy Phan Anh đang xem livestream của bạn, đúng không ạ? Hay Phan Lương đang xem livestream của bạn, hay là Tuấn Anh đang xem livestream của bạn. Xin chào Phan Anh, đúng không ạ? Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn buổi tối tốt lành. Xin chào Phan Lương, cảm ơn bạn rất nhiều. Rất là vui gặp lại bạn buổi livestream ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cái livestream này hay là bạn có ý kiến gì? Xin chào Tuấn Anh, đúng không ạ? Chúng ta liên tục chào hỏi mọi người và chúng ta trò chuyện với họ, chúng ta tương tác với họ ngay từ đầu một cách rất là nồng nhiệt, rất là vui vẻ, đúng không ạ? Và cái sự xuất hiện của chúng ta cũng phải có những cái sự biến đổi. Ví dụ như là đầu tiên là chúng ta mặc cái quần áo như này, sau đó chúng ta thay đổi, sau đó chúng ta có thể vẽ, chúng ta tạo ra những phong cách riêng của mình. Đấy là tôi đã nói về cái bước số 2, là cái bước mà chúng ta thực hiện livestream, được chưa ạ? Bước số 3 là trong quá trình livestream. Trong quá trình livestream thì chúng ta sẽ phải tuân thủ đúng kịch bản của chúng ta. Kịch bản của chúng ta có rất nhiều kịch bản bán hàng, kịch bản tư vấn, kịch bản chơi trò chơi, kịch bản xả hàng, kịch bản tặng hàng, kịch bản hậu trường, đúng không ạ? Kịch bản đi đường nói chuyện, kịch bản là bán hàng trực tiếp, đúng không ạ? Kịch bản là phỏng vấn. Ví dụ anh A anh ấy đứng đây anh phỏng vấn này. Xin chào anh Phan Anh cho tôi biết là như thế này, như thế kia. Xin chào chuyên gia Phan Anh có thể cho tôi biết là bán hàng trên livestream dễ hay là khó. Đấy thì lúc đấy chúng ta cũng có thể làm theo cái phương thức như vậy, hoặc là chúng ta cũng có thể tạo ra những cái kịch bản giống như là bán hàng trên truyền hình. Các bạn xem những cái kênh như là kênh VTV Vindai hay là kênh TV Shopping, đúng không ạ? Hay là rất nhiều các kênh như vậy thì chúng ta có thể tạo ra những cái video bán hàng kiểu như vậy để chúng ta phát livestream cũng rất là tốt nhá. Và trong quá trình làm với khách thì chúng ta liên tục tương tác, liên tục chơi các trò chơi, liên tục bán hàng và chốt đơn, đúng không ạ? Chúng ta phải thể hiện chúng ta có cái sự rất là giàu về năng lượng, cảm giác chúng ta truyền đạt cái năng lượng, cách thức chúng ta nói chuyện làm cho ai cũng bị cuốn hút và cái số lượng tăng cứ xem dần, đúng không ạ? Và chúng ta yêu cầu họ phải share, họ phải tag. Trong quá trình bán, trong quá trình làm, chúng ta làm như vậy. Và chúng ta duy trì cái khoảng thời gian livestream khoảng 2 tiếng. Sau đó thì chúng ta yêu cầu họ là gì ạ? Phải đặt cái chế độ là xem livestream mỗi khi mà chúng ta livestream, đúng không ạ? Và sẽ tặng quà cho họ liên tục để sau đó là họ sẽ vào xem. Làm thế nào để chúng ta sau một thời gian chúng ta livestream, chúng ta tăng được lượng bạn bè, chúng ta tăng được lượng theo dõi. Nếu như mà chúng ta có khoảng 50.000 lượt theo dõi hay 100.000 hay nhiều hơn như thế lượt theo dõi thì rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, chúng ta có thể livestream bán mọi thứ mà chúng ta không phải lo lắng gì nhiều. Và bước tiếp theo đấy là bước mà chúng ta sẽ kết thúc cái buổi livestream, đúng không ạ? Trước khi kết thúc buổi livestream chúng ta phải chú ý đến giờ giấc này. Đã qua 2 tiếng rồi, chúng tôi xin phép dừng, đúng không ạ? Thì chúng ta phải chào hỏi này, chúng ta sẽ phải chốt các đơn hàng này, chúng ta sẽ phải chốt cách thức giao hàng này. Ngày mai anh Phan Anh nhá, ngày mai là em sẽ giao hàng cho anh này, em có số điện thoại rồi em sẽ gọi cho anh vào lúc 9 giờ sáng, vân vân. Đấy, và chúng ta sẽ chốt từng khách hàng như vậy, sau đó thì chúng ta sẽ nhập các cái đơn hàng ra và chúng ta sẽ kết hợp với nhân viên của chúng ta để chúng ta tele sale, chúng ta inbox, chúng ta chốt đơn và chuyển hàng cho khách hàng. Và trước khi chia tay thì chúng ta cảm ơn đối với tất cả mọi người, và chúng ta cũng cần phải liên tục là gì ạ? Nhắc nhở là ngày mai vào giờ này chúng tôi lại có những buổi livestream và chúng tôi lại có những cái sản phẩm như vậy, đúng không ạ? Trong quá trình livestream thì chúng ta phải sử dụng các ngôn ngữ đó là phù hợp với đối tượng khách hàng. Ví dụ như là có những khách hàng trẻ thì mình có thể sử dụng ngôn ngữ trẻ, vui vẻ, hay tình yêu ơi, hay là em gái mưa ơi, hay là kiểu như thế.
ta sẽ phải học rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Và đặc biệt là tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một chút về các kỹ năng trò chuyện với khách hàng, kỹ năng chốt sale và kỹ năng chăm sóc khách hàng đằng sau quá trình live stream. Vâng, thì tôi xin phép giới thiệu sơ lược các bước để các bạn live stream như vậy. Các bạn cứ chuẩn bị giúp tôi nha. Xin chào và hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì hay sự góp ý nào thì xin hãy liên hệ với tôi tại địa chỉ phananhonline@gmail.com, được chưa? Website pamarketing.vn, facebook.com/phananhonline hoặc là số điện thoại 0989623888. Xin nhắc lại 0989623888. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn.